Con người chưa đủ lớn khôn Làm sao hiểu hết ngoạn nguồn xưa nay Cuộc đời trăm đắng nghìn cay Quy luật nhân quả kiếp này mà thôi Ai ơi hãy nhớ lấy lời Tu nhân tích đức chớ rời khỏi tâm Cuộc đời dù có thăng trầm Biết sai nên sửa lội lầm tiêu tan Sự thật chấn động về tử vi trọn đời tuổi quý mão Sinh năm 1963 Cả đời tích phúc về già giàu sang, phú quý, tiền bạc tiêu ba đời không hết. Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón quý cô bác tuổi Quý Mão, sinh năm 1963 đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi trọn đời của 12 con giáp. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Vậy cụ thể vận trình ra làm sao với những dấu hiệu đặc biệt bất ngờ nào mà làm nên tên tuổi người tuổi quý mão sinh năm 1963, cả đời hưởng phú quý, giàu sang, được hưởng lộc trời ban khi về già. Mời quý cô bác cùng theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây nhé. Trong chuyên mục tử vi của 12 con giáp ngày hôm nay, ban biên tập chương trình kênh Minh Đường Tử Vi xin được mời quý cô bác cùng theo dõi, với những luận giải sâu sắc, sự thật chấn động về tử vi chọn đời tuổi quý mão, sinh năm 1963, cuộc sống khi về già, có được an nhàn hưởng phúc. Sự thật đầy tính bí ẩn, bất ngờ, được luận giải sâu sắc qua năm nội dung chính sau. Thứ nhất là, luận giải vận mệnh và tính cách theo tứ trụ. Thứ hai là, luận giải vận mệnh và tính cách theo can chi. Ba là luận giải vận mệnh và tính cách theo ngũ hành. Bốn là luận giải về công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe. Năm là luận giải vận mệnh qua tháng sinh phát tài, và giờ sinh phú quý. Tổng quan về tuổi quý Mão, sinh năm 1963. Người tuổi quý Mão, sinh năm 1963, là tuổi con mèo, thuộc mệnh, kim bạch kim, nghĩa là vàng trang sức. Địa chi, Mão, quá lâm chi miêu, mèo qua rừng. Cung mệnh năm 1963. Nam cung khảm thủy, thuộc đông tứ mệnh. Cung mệnh nữ 1963, nữ cung cấn thổ thuộc Tây Tứ Mệnh. Màu tương hợp, vàng, trắng. Màu tương khác, đỏ. Hướng hợp nam 1963, đông nam, đông, nam, bắc. Hướng hợp nữ 1963, tây nam, tây bắc, tây, đông bắc. Người tuổi Quý Mão được ông tử Vi Độ mạng, Phật hư không tạng Bồ Tát Ban Phúc, Phật Đại Thế Chí Bồ Tát Ban Trí Tuệ, Phật Đại Sư Như Lai bảo hộ, lại thêm Phật Văn Thù Bồ Tát hộ mệnh, nên trong cuộc đời của con giáp này, dù có phải trải qua nhiều gian nan, vất vả khi còn trẻ, nhưng về già sẽ được hưởng cuộc sống vinh hoa, phú quý, an nhàn. Luận giải vận mệnh và tính cách của tuổi Quý Mão theo tứ trụ Xem tử vi chọn đời tuổi quý mão, sinh năm 1963, con giáp này là người hoạt bát, sôi nổi, hiền lành và giỏi giang, vì thế mà cuộc sống của họ thường rất bận rộn và phong phú, đủ màu sắc. Vâng thưa quý vị, trong đời sống ai cũng đều phải trải qua nhiều thăng trầm, những khó khăn, vất vả, vấp ngã, đôi lúc là những rủi ro đáng tiếc, tai ương giật mình và có thể thấy rằng cuộc đời quý cô bác tuổi quý mão là những người đã nếm trải nhiều đắng cay trong cuộc đời vui có buồn tuổi cũng không phải là ít những khi làm việc tốt giúp người nhưng lại nhận về sự phản bội cùng với đó là mất tiền mất của và mất luôn cả tình cảm bên cạnh đó cũng có những con giáp tuổi quý mão được quý nhân tương trợ hỗ trợ nhiệt tình khi bản mệnh gặp khó khăn nhưng quý mão sẽ khắc cốt ghi tâm biết trân trọng những người luôn sẵn lòng giúp đỡ ta khi ta gặp khó khăn, cuộc đời với quý mão mệnh kim, không bè, không bạn, không ai giúp mình, bao nhiêu thất bại, khổ đau, từ nay chấm hết vận xui đến mình, một thân cố gắng không ngừng, bốn mùa sung túc giàu sang bất ngờ. Tử vi tuổi quý mão, sinh năm 1963, thuộc cung đoài, trực mãn, mạng kim bạch kim có nghĩa là vàng trắng, khắc lư trung hỏa, con nhà bạch đế, phú quý, xương con mèo, tướng tinh con hươu người tuổi quý mão được ông tử vi độ mạng lại thêm phật văn phù bồ tát hộ mệnh cuộc đời càng về sau càng nhận được nhiều phúc lành nếu siêng làm việc thiện ăn ở hiền lành sẽ được gia tăng thêm tuổi thọ về tính cách trời sinh người tuổi quý mão rất thông minh thân thiện họ có thể gây ấn tượng với người khác bằng sự tinh tế duyên dáng và tao nhã của mình họ luôn cầu toàn cho công việc và cực kỳ lãng mạn trong tình yêu đặc biệt những người tuổi này sẵn sàng chấp nhận thua trong các cuộc cãi vã để đổi lấy sự hài hòa nên rất ít ai ghét họ người tuổi quý mão thường có trí tuệ hơn người làm việc rất rõ ràng và minh bạch tuy nhiên lại hay đa tình do dự bướng bỉnh họ đưa ra những lời khuyên đúng đắn với người khác và sẽ tiếp nhận góp ý từ người khác trong công việc để tốt hơn Tính cách của họ quyết định phần lớn sự thành công và sống an bình đến cuối đời, bởi họ luôn cẩn trọng trong mọi việc, biết suy nghĩ, tiết kiệm và có tính giao tiếp rộng rãi, nên tài lộc của họ rất tốt, sự nghiệp chính vì vậy mà luôn thuận lợi, không lo lắng việc thiếu tiền, thiếu bạc tới cuối đời. Trong cuộc sống, tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, có mối quan hệ xã giao tương đối tốt khi trò chuyện với họ, bạn sẽ cảm thấy vui vẻ. Nếu bạn không xã giao tốt thì bạn sẽ có cảm giác cô độc và trống vắng, nhiều khi tính cách của họ bảo thủ nhưng vô cùng hiền lành và không thích cạnh tranh. Chính vì vậy mà họ sẽ được mọi người yêu quý, tính tình cởi mở, nhiệt tình, có tấm lòng thiện lương, khi trò chuyện họ luôn là người vui tính, và hài hước, bạn bè luôn yêu quý họ. Luận giải vận mệnh và tính cách của tuổi quý mão theo thiên can và địa chi. Xét theo thiên can, quý mão có thiên can là quý, quý thủy thuộc âm, chỉ nước của mưa, còn có nghĩa là ôm ấp, mầm mống, bên trong quý thủy là em gái của thủy, có tính cách chính trực, cần mẫn, dù gặp hoàn cảnh khó khăn cũng cố gắng mở đường thoát khỏi. Quý Mão là người trầm tư, bản chất cực kỳ nhạy cảm, khiến họ dễ bị tổn thương và buồn phiền, năng lượng thủy củng cố bản năng nhạy cảm của người tuổi Quý Mão. Con giáp này không chịu đựng được những việc bất đồng ý kiến, Quý Mão cực kỳ thân ái, hòa đồng, mặc dù khi có thể hướng nội và ẩn mình, họ nhận được nhiều sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Sự đồng cảm mạnh mẽ toát ra từ con giáp này khiến mọi người đổ xô đến để tìm lời khuyên hay sự an ủi, Quý Mão có khả năng nắm bắt suy nghĩ và tình cảm của người khác và truyền cho đối phương những ý tưởng của mình. Tuy nhiên, họ thường nặng lòng hoặc bận tâm quá mức vì người khác, sự hào phóng của họ kể cả về thể lực, lẫn cảm xúc, có thể bị người khác lợi dụng. Quý mão thích sự yên ấm, họ rất tinh tế và dễ tiếp thu ý kiến của người khác, tuổi này thường thích thả mình theo dòng chảy của sự kiện, tránh mọi xung đột. Sự mềm dẻo giúp họ vươn lên đỉnh cao, dễ phải lòng, nhưng họ chỉ muốn phụ thuộc vào người mình tin tưởng. Xét theo địa chi, quý mão có địa chi là mão, mão có nghĩa là đội, tức là những mầm non đã vươn lên khỏi mặt đất để đón ánh nắng mặt trời. Mão đại diện là mộc nên đại diện cho các nghề sơn lâm, chế biến gỗ, giấy, sách, báo, làm vườn, trồng cây cảnh, trang phục, dệt và đóng thuyền. Như vậy quý mão có thiên can quý, địa chi mão, nên có ý nghĩa là quá lâm chi miêu, tức mèo qua rừng, tượng trưng cho cuộc sống no đủ, hưởng nhiều phúc lộc, gặp hung hóa cát. Quý mão trẻ không giàu có, dư giả, nhưng về già được hưng vượng, thu chi thoải mái, thời con gái trung niên sung sức, về già phải chịu nhiều thiệt thòi, cần phải chú ý giữ gìn họ là người có ý thức rõ ràng về bản thân đồng thời luôn muốn khẳng định mình họ cũng là người có sức khỏe dồi dào và tính cách kiên cường thẳng thắn hoặc thường không bao giờ đầu hàng trước khó khăn thậm chí còn không muốn bộc lộ những nỗi khổ tâm của mình cho người khác biết mà chỉ âm thầm chịu đựng đời sống nội tâm của họ khá sâu sắc tình cảm phong phú nhưng thường giấu kín trong lòng chính kiểu tính cách đó đã tạo nên ở họ sự không ổn định trong cả tâm lý và tình cảm cũng chính vì lý do này mà những việc họ làm đều khó có thể kéo dài và thường phải bỏ cuộc giữa chừng nếu không được sao tốt tương trợ, người tuổi Quý Mão mệnh Kim rất khó có thể làm được việc lớn, nhờ vào tài năng và những hành động đúng đắn, kịp thời của mình. Nếu không được sao tốt tương trợ, họ sẽ rơi vào vòng nguy hiểm vì xung đột với mọi người xung quanh. Luận giải vận mệnh và tính cách của tuổi Quý Mão theo ngũ hành. Người tuổi Quý Mão có ngũ hành Kim Bạch Kim, nam và nữ, sinh năm 1963 tuổi Quý Mão, là Quá Lâm Chi Miu hay còn được gọi là mèo qua rừng. Mệnh kim, kim bạch kim, có nghĩa là vàng thành thòi, những người tuổi quý mão mệnh kim bạch kim, tâm tính thường cô độc, ít hòa hợp với người thân trong gia đình, họ có vẻ mặt hững hờ, tác phong quả quyết, dứt điểm và rất cứng rắn. Bản lĩnh trong đời sống và việc làm của họ, thường giải quyết và xử lý dứt điểm, luôn vượt qua mọi sóng gió và thử thách khí kim hờ hững sát phạt tiêu điều, nên tâm ý của họ ít hợp với người thân trong gia đình, sống khá cô độc, thiên về lý trí nhiều hơn là tình cảm. Từ lúc còn nhỏ, người tuổi quý mão mệnh kim bạch kim, đã là những đứa trẻ khá bướng, khó uốn nắn, dạy dỗ, thường mất khá nhiều công sức của người thầy, người cô. Khi trưởng thành, họ thay đổi khá nhiều, sống nội tâm, thích tâm lý hơn trò chuyện, bộc bạch. Khi đã thao tác, thì họ quyết đoán, can đảm và mạnh mẽ, cương nghị. Trong ngũ hành, kim chỉ nghĩa khí, nên những người này được hội tụ cao độ và thuần khiết về kim thường trọng công bằng, trọng lý lẽ, sống có nghĩa khí, và công tâm xem tử vi người quý mão mệnh kim bạch kim là những người trung thành với chủ họ trung thành với chủ ở cương vị thao tác giữ đúng chức trách trước sau bền vững và kiên cố trong tình bạn rất trọng uy tín trong đời sống và thương trường đã hứa là sẽ cố gắng nỗ lực thực hiện bằng mọi giá mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua người mệnh này thích tâm lý có sức tập trung chuyên sâu cao độ trong tư duy việc làm khi họ chú tâm nghiên cứu và điều tra, có vẻ như không bị ảnh hưởng tác động bởi ngoại cảnh, quên mọi thứ quanh mình, trầm tư mọi hoạt động giải trí của họ, lúc này hướng cả vào yếu tố cần xử lý, giống như một con lạc đà, khi nhịn khát mấy hôm, thì nó uống nước quên cả mối rình rập đe dọa dạ xung quanh. Người tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, là người gần gũi và tinh tế, họ là một người vô cùng cầu toàn trong các mối quan hệ, nhưng vẫn luôn biết cách đối nhân xử thế, cảm thông và lắng nghe người khác, nên được mọi người yêu mến và tôn trọng khí chất của các đồ kim, bạch kim, kim ngân, kim bảo, đơn vị chức năng tiền tệ trong dòng máu của người tuổi quý mão, mệnh kim bạch kim, nên họ ý thức cao về bản thân, cái tôi cá thể lớn, hùng vĩ hơn người, giàu trí tiến thủ, ham mê thao tác, mê kiếm tiền, phấn đấu vì sự nghiệp. Nam Mạng Quý Mão, sinh năm 1963, là người có từ chất thông minh, lại mưu trí, nên sự nghiệp dù lúc thăng, lúc trầm, cũng sẽ vượt qua và có quý nhân phù trợ. Bước vào tuổi trung niên, bản mệnh nếu biết hành thiện, tu tâm tích đức thì cuối đời sẽ ổn định và an nhàn. Những người này có số hưởng thọ, từ 76 đến 85 tuổi, nếu ăn ở hiền lành, lương thiện, làm nhiều điều tốt, thì tự khắc được tăng thêm tuổi thọ. Quý mão nữ mạng, là người hiền dịu, đảm đang, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, mà không cần nhắc suy nghĩ tới lợi ích cá nhân, họ luôn thông cảm, lắng nghe và chia sẻ nỗi đau của người khác. Phụ nữ tuổi quý mão khá đặc biệt, họ có thể hy sinh mọi thứ cho gia đình, và biết cách dành thời gian, tiền bạc, công sức để tạo ra không gian sống thoải mái, dễ chịu nhất cho những người xung quanh mình. Đặc biệt sau khi kết hôn, họ sẽ tận tâm, tận lực, chăm sóc chồng, con. Họ cực kỳ thích thú với việc chăm lo và trang hoàng cho tổ ấm của mình, cuộc đời về hậu vận sẽ gặp rất nhiều may mắn và thành công. Công danh, sự nghiệp rộng mở, sán lạn, tình duyên viên mãn, tài lộc dồi dào, cả tiền vận, trung vận và hậu vận đều thành thơi, an nhàn, hưởng phúc, không phải muộn phiền bất cứ chuyện gì. Theo tử vi tuổi quý mão, những người tuổi này có số hưởng thọ từ 78 tới 89 tuổi, nếu sống lương thiện, làm nhiều điều tốt, tích phúc, tích đức thì tự khắc được tăng thêm niên kỷ. Tiếp theo chúng ta cùng luận bàn chi tiết tử vi chọn đời trên các phương diện công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe của tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Về phương diện công danh, sự nghiệp. Người tuổi Quý Mão, sinh năm 1963 có rất nhiều duyên với các lĩnh vực như chính trị, quản lý, tài chính, ngân sách, kinh doanh, nhất là lĩnh vực bất động sản hay vàng bạc đá quý thường có thành tựu cao. Tính công tâm nghiêm túc đưa một số người có duyên với luật pháp và thẩm phán, tư duy nhạy bén, chính xác của họ rất có lợi đối với các lĩnh vực khoa học tự nhiên, toán học và vật lý. Trong công việc, người tuổi Quý Mão rất tinh nhanh, giàu trí tưởng tượng và cực kỳ nhạy bén, nên họ luôn thành công trong các lĩnh vực cần sự tính toán chính xác. Trong lĩnh vực kinh doanh hoặc nghệ thuật, người tuổi Quý Mão cũng khiến mọi người kinh ngạc về sự nhanh nhẹn, tài trí và khả năng tập trung cao độ của mình, từ đó họ làm việc năng suất và có thể gấp nhiều lần so với người khác dù trong bất cứ tình huống hoàn cảnh nào những người tuổi quý mão đều có khả năng điều khiển cảm xúc giữ bình tĩnh và hòa hợp với mọi người phần lớn người tuổi quý mão là những người có tài đức xuất sắc hơn người họ sống cá tính với những nét nổi bật như sống ung dung tự do tự tại và luôn luôn lạc quan lương thiện dễ tha thứ cho người khác quý mão hoạt bát thích nghi với mọi hoàn cảnh có thể sống thân tình với bất cứ ai kiên cường bất khuất nhưng cũng nhường nhịn không thích tranh giành với người khác có trí tiến thủ biết nắm bắt thời cơ và chờ đợi cơ hội khi vận may tới để vươn lên tuổi quý mão có sự phát triển về cơ nghiệp được nhanh chóng cuộc sống vào lúc trung vận có được nhiều kết quả tốt đẹp vào hậu vận thì được đủ đầy và an nhàn sung sướng tóm lại tuổi quý mão tạo được nhiều tốt đẹp và nhiều hy vọng về thành công trong cuộc sống và sự nghiệp Công danh của tuổi Quý Mão, nam mạng, sinh năm 1963 chỉ vào mức độ trung bình, về gia đạo thì có nhiều điều tốt đẹp, vào trung vận có nhiều điều tốt đẹp về gia đạo và hạnh phúc, sự nghiệp cũng nhiều điều tốt đẹp, cuộc sống và tiền bạc dư giả, có số hưởng thụ về tiền bạc. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đi vào giải đáp câu hỏi, tuổi Quý Mão hợp làm ăn với những tuổi nào? Tuổi Quý Mão hợp với các tuổi Quý Mão đồng tuổi, Ất Tỵ và Kỷ Dậu kết hợp làm ăn hay giao dịch với những tuổi này sẽ gặp nhiều may mắn, dễ dàng thành công trong công việc mà không lo bị thất bại. Ngoài ra tuổi quý mão, đại kỵ với những tuổi, nhâm tý và canh tý cặp tuổi này, thì không nên kết duyên, hay hợp tác làm ăn, nếu kết duyên, hay hợp tác làm ăn, thì sẽ đổ vỡ và không thu được kết quả tốt. Về mặt tài lộc. Người tuổi quý mão, sinh năm 1963, có duyên về của cải, tài lộc. Quý mão thường hay có được vận may tài lộc, bạn không phải là người thiếu tiền, những người tuổi quý mão có khả năng kiếm tiền rất tốt, bạn cũng biết cách lập kế hoạch cho tương lai của mình. Người tuổi Quý Mão sẽ rất chắc chắn về những vấn đề có liên quan tới tiền bạc, Quý Mão sẽ không chảnh màng trong việc kiếm tiền, bạn coi việc kiếm tiền là một đam mê tích lũy tiền bạc ngày càng nhiều. Những người cầm tinh Quý Mão thường là những người giàu có, bởi tính cách mong ước sự an toàn và ổn định nên bạn có xu hướng sống ổn định. Khi về già có thể sống một cuộc sống thoải mái, không lo lắng về tiền bạc, song người này cũng nên cực kỳ cẩn trọng bởi tiền bạc có nhiều trong tay. Nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể có chuyện bất chắc xảy ra, các vấn đề về vay mượn tiền bạc nên được xử lý đúng đắn, để tránh tranh chấp về sau và mất đi những người bạn quý giá. Bản mệnh quý mão cũng nên hạn chế tiếp xúc với lĩnh vực đầu tư, tuyệt đối tránh xa cờ bạc, và vay nặng lãi, nên thắt chặt chi tiêu, tránh những cuộc vui xa đọa không cần thiết. Như chúng ta đã biết, trong cuộc đời, kiếm được tiền là phát tài, phát lộc, nhưng biết giữ tiền, chi tiêu ít, cũng là một dạng phát tài. Nhiều người tài lộc vượng tuy không kiếm được nhiều nhưng lại chi tiêu rất ít, cũng có người tài lộc vượng mà chẳng tiết kiệm được là bao, đó là vì mệnh của họ giữ tài không được. Hậu vận tài lộc lưu niên tốt tiền kiếm được nhiều, muốn nhanh muốn có tài lộc tốt thì phải có kho để cất giữ, không có kho thì sẽ chẳng thể nào giữ được tiền. Và cát tường lưu niên sẽ giúp cho tài lộc hàng năm thêm thịnh vượng và có vai trò rất quan trọng, không cần biết đường tài lộc của bạn ra sao, trước tiên phải làm cho tài lộc lưu niên thêm vượng phát và ít bị phá tài. Đường tài lộc của cô bác tuổi Quý Mão là rất tốt, nhờ quý nhân kịp thời ra tay tương trợ nên mọi chuyện đều làm rất thuận buồm xuôi gió. Nguồn tiền bạc mà họ có phần lớn là đến từ đầu tư để thu lợi nhuận, chứ không phải do vất vả kinh doanh mà có được. Người này may mắn có rất nhiều cơ hội để phát tài bất ngờ, hiếm khi phải đau đầu và muộn phiền vì tiền bạc. Về phương diện tình duyên, gia đạo người tuổi quý mão, sinh năm 1963, thường gặp đào hoa thời trẻ, nhiều mối tình trong tình trường, họ thường trải qua nhiều sóng gió, biến cố, rồi mới yên định bản thân. Những người tuổi này thường thông minh, mềm mỏng, hoạt bát, hình thức ưa nhìn, nên có sức hút người khác giới rất mạnh. Tuổi quý mão thường lạnh lùng, thờ ơ, con trai cứng rắn, gia trưởng, nữ mệnh thì có cá tính mạnh mẽ, thường trong hôn nhân của họ dù sao cũng có khoảng cách nhất định, dù họ trung thủy, trọng lời hứa và có chữ tín đối với vấn đề tình cảm. Người tuổi quý mão sống rất tình cảm, thích yên ổn, luôn nhạy cảm, họ có nghệ thuật yêu đương để tạo ra sự cuốn hút với người khác giới, tuổi quý mão giàu óc tưởng tượng, đặc biệt tế nhị trong cách, ứng xử với vợ, chồng. Đôi khi họ cũng rơi vào cảm giác bất an, lo lắng, khá nhạy cảm, dễ xúc động, và có đời sống nội tâm phong phú, họ dễ tổn thương, cũng dễ tha thứ cho những lỗi lầm của người khác. Trong một số trường hợp, họ có thể có nhiều phán đoán nhanh chóng, chính xác, như thể có được giác quan thứ sáu mách bảo. Mặc dù luôn được khen là con mèo khôn ngoan, nhưng tuổi Quý Mão nào cũng có những nét đặc tính trở thành nhược điểm, ví dụ như một số người tuổi Quý Mão có tính cách hơi thất thường, mâu thuẫn trong suy nghĩ, khá bảo thủ, không nghe theo lời khuyên của người khác. Về hôn nhân tuổi Quý Mão. Nếu tuổi Quý Mão kết hôn với các tuổi Quý Mão đồng tuổi Ất Tỵ, Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Tân Hợi, Tân Sửu thì sẽ có hạnh phúc giàu sang, phú quý, có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp. Vì những tuổi này hợp với bạn cả về tình duyên lẫn tài lộc. Nếu tuổi Quý Mão kết hôn với các tuổi Giáp Thìn, Bính Ngọ, Canh Tuất thì bạn chỉ có một cuộc sống ở mức độ trung bình, vì những tuổi này hợp với bạn về đường tình duyên nhưng không hợp với bạn về đường tài lộc. Nếu tuổi Quý Mão kết hôn với các tuổi Mậu Thân, Canh Thân, Nhâm Dần thì bạn sẽ có cuộc sống túng thiếu, vợ chồng không được thuận hòa, gặp trở ngại trong con đường công danh và sự nghiệp vì những tuổi này không hợp với bạn về đường tình duyên lẫn đường tài lộc. Nữ mạng Quý Mão sinh vào các tháng tháng 1, tháng 2, tháng 10 và tháng 11 âm lịch sẽ gặp khá nhiều trắc trở trong chuyện lập gia đình. Nam quý mão sinh vào các tháng, tháng 1, tháng 5, tháng 6, tháng 9 và tháng 10 âm lịch thì có số đa thê, số nhiều vợ, hay chịu cảnh đa đoan về đàn bà. Về phương diện sức khỏe. Người tuổi quý mão, sinh năm 1963, với tất cả những rủi ro về áp lực công việc, tình cảm, gia đạo, sức khỏe của tuổi quý mão khi trưởng thành không được tốt, những áp lực trong cuộc sống cũng có thể khiến bạn gặp phải chấn thương, đặc biệt trong sinh hoạt hàng ngày. Khi lái xe nên thắt đai an toàn, không đi một mình nếu có kế hoạch đi du lịch dài hạn, hay đi xa nếu mắc một số bệnh cũ, thì nên tái khám thường xuyên, để tránh bệnh nặng thêm sẽ khó qua khỏi, hiện tại cô bác cũng không còn ít tuổi, việc chăm sóc sức khỏe hiện tại là rất cần thiết. Trong cuộc sống hàng ngày, người tuổi quý mão nên duy trì chế độ làm việc, nghỉ ngơi điều độ, lành mạnh. Không nên ăn nhiều đồ ăn có nhiều dầu mỡ, đồ chiên, xào, rán, kẹo béo phì quá mức, sẽ dẫn đến các bệnh tật tim mạch, huyết áp, các bệnh tật khác nhau. Ngoài ra ở độ tuổi ngoài 60, cô bác tuổi Quý Mão phải chấp nhận một sự thật là phải chịu sự lão hóa già đi theo thời gian, không nên phẫu thuật thẩm mỹ, hạn chế đụng đến dao kéo để đảm bảo an toàn cho bản thân. Tiếp theo là luận vận mệnh và tính cách của tuổi Quý Mão theo từng tháng sinh âm lịch. Quý Mão sinh vào tháng 1 âm lịch, thời điểm này trong năm rơi vào tiết Tân Xuân, là lúc mừng đón xuân mới, nên người tuổi Quý Mão sinh tháng này cũng được hưởng lộc lây từ lộc đất trời, cuộc đời no đủ, ấm no. Tuy nhiên con giáp này vẫn chịu nhiều vất vả, chạy vậy ngược xuôi, mà không có được nhiều cơ hội phát tài. Nếu được hồng phúc cha mẹ che chở, thì số phận bớt long đong, nên tìm kiếm công việc thực tế, an nhàn, làm tốt nhiệm vụ của mình, có kế hoạch thu chi hợp lý, sẽ tránh được những đau khổ trong cuộc đời. Quý Mão sinh vào tháng 2 âm lịch. Người tuổi Quý Mão sinh tháng 2 âm lịch, rơi vào tiết kinh chập, là lúc vạn vật sinh trưởng, cây cối đâm chồi nảy lộc, hoa lá tươi tốt. Sinh vào thời điểm này, trong năm tuy phải gánh chịu không ít phong ba bão táp trong cuộc đời, nhưng kết cục vẫn vô cùng tốt đẹp, cơm ăn áo mặc đủ đầy, có tiền bạc, có công danh, sự nghiệp tiền đồ sán lạn rực rỡ. Nếu có thể kiên trì vượt qua những khó khăn trong cuộc đời, thì bản thân người tuổi quý mão sẽ ngày càng thêm mạnh mẽ hơn, có nhiều kinh nghiệm, có đủ năng lực để ứng phó với mọi sự trên đời. Chẳng có gì là không thể vượt qua, con đường phía trước thì vô cùng tươi sáng, và hạnh phúc ngập tràn. Quý mão sinh vào tháng 3 âm lịch. Xem vận mệnh người tuổi Quý Mão sinh vào tháng 3 âm lịch trong năm rơi vào tiết Thanh Minh, trời đất giao hòa, tài lộc tràn trề, bất kể là nam hay nữ thì đây đều là người có phúc. Sinh vào tháng này là người thông minh, lanh lợi, tư duy phóng khoáng, nhạy bén, có tầm nhìn xa, có chí hướng hơn người, cuộc đời có tiền đồ mở rộng, công danh sự nghiệp thành công, có quyền lực hơn người. Dù là sự nghiệp hay tài vận, họ đều gặp nhiều may mắn, mọi sự tất thành, cầu được ước thấy. Họ dựa vào chính mình, vào năng lực của bản thân, cộng thêm vận may trời ban mà gây dựng nên sự nghiệp vẻ vang. Quý mão sinh vào tháng tư âm lịch, tháng tư âm lịch là thiết lập hạ trong năm. Tuy thời tiết chuyển sang nóng bức nhưng cây cối sum xuê tươi tốt nên cuộc đời của quý mão sinh vào tháng tư này vẫn sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến. Trong đời bất kể theo nghề gì thì họ vẫn sẽ có nhiều cơ hội tạo dựng được sự nghiệp thành công vang dội, tiền bạc đầy túi, cuộc sống gia đình hạnh phúc thuận hòa, vợ chồng đều có được vinh hoa phú quý, con cháu đời sau thành danh hiển hách, tài vận hanh thông, vạn sự như ý. Cuộc đời người tuổi quý mão sinh tháng này bình an, mọi sự thuận lợi, hạnh phúc từ đây, phú quý vượng phát. Quý Mão sinh vào tháng 5 âm lịch. Người sinh tháng 5 âm lịch trùng với tiết mang trùng, dù là nam mệnh hay nữ mệnh chỉ cần là người tuổi Quý Mão sinh vào tháng này, đều có công danh hiển hách, tài lộc rồi dư dã. Tuy tiền vận có phần khốn khó, nhưng tới trung vận, hậu vận thì cực kỳ vượng phát, vinh hoa phú quý không ai bằng. Người sinh tháng năm âm lịch có đầu óc kinh doanh nhạy bén, có tài làm ăn, buôn bán, biết tự tay gây dựng sự nghiệp. Họ lại rất nho nhã, có tu dưỡng, biết kính trên nhường dưới, rất được lòng mọi người, chân thành, chính trực nên cũng được nhiều người tin tưởng và đồng ý hợp tác. Cuộc đời người tuổi Quý Mão sinh tháng này êm đềm, không phải trải qua đại hạn cũng như không phải gặp nguy nan, vạn sự thuận lợi, như ý, đại cát đại lợi. Quý Mão sinh vào tháng 6 âm lịch, rơi vào tiếp tiểu thử. Trong năm đây là thời điểm vạn vật đổi mới, cây cỏ hoa lá tốt tươi, vận mệnh của người tuổi Quý Mão sinh tháng này cũng theo đó mà hưởng khí chất đất trời. Họ có tài lãnh đạo xuất chúng, giỏi bao quát, chỉ huy, trên con đường công danh sự nghiệp người này chăm sự đều thuận lợi, thăng tiến ầm ầm, vận may tới tấp, gia đình hạnh phúc, con cái thảo hiền, vợ chồng thuận hòa, sức khỏe của người này cũng rất tốt. Họ sống hài hòa và nhận được sự tôn trọng của những người xung quanh. Quý Mão sinh vào tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch là tiết lập thu, người sinh tháng này, có tư chất thông minh, có ngộ tính cao, dù nói hay làm cũng đều nhanh nhẹn, linh hoạt, tạo cảm giác đáng tin cậy, họ gặt hái được nhiều thành công trong công việc, không phải trải qua đại hạn gì. Cơ bản là con đường thăng tiến thuận lợi, mọi sự đều cắt lành, như ý, tài trí hơn người, nhân cách cũng chính trực, cao sang. Người tuổi quý mão sinh tháng 7 âm lịch, có tài lộc dồi dào, cơm no áo ấm, chẳng bao giờ lo túng thiếu. Quý mão sinh vào tháng 8 âm lịch, sinh vào tiết bạch lộ, trong năm đây là người có mệnh vinh hoa phú quý, đại cát đại lợi. Sinh vào tháng này, tuổi quý mão tâm địa thiện lương, không bao giờ có tâm hại người, càng chẳng nghĩ đến việc chèn ép, ức hiếp bất cứ ai. Đường nhân duyên của người này vô cùng tốt, họ luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người, dù nguy nan, tổn hại tới bản thân mình cũng chẳng từ, làm việc tốt, không chờ ơn báo đáp. Quý Mão sinh tháng 8 âm lịch. Người sinh tháng này khá tốt, nhiều người có thể làm quan chức, bồng lộc đầy tay, công danh hiển hách, phú quý cho đến hết đời. Khả năng ứng biến khá tốt, giỏi phân tích vấn đề, nên con đường thăng tiến hanh thông, rộng mở, đường tài lộc của con giáp này cũng khá sáng, tiền bạc dồi dào, con cháu phát đạt. Quý Mão sinh vào tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch rơi vào tiết Hà Lộ, sinh vào tháng này trong năm ý chí của người tuổi Quý Mão sẽ không được kiên định cho lắm. Họ có chút gì đấy an phận thủ thường, thiếu dũng khí tiến lên phía trước, càng không thể coi là hãnh tiến, cũng không có ý thức tiết kiệm tiền bạc, sống thờ ơ, lười biếng, mọi sự đều nghe theo số trời định sẵn, không mấy khi cố gắng hết mình, để giành lấy những gì mình mong muốn. Tuy số phận không bạc đãi nhưng cũng chẳng đến mức túng thiếu, lại không thể xem là đại cát đại phú quý. Chính vì thế mà họ càng không thấy hài lòng, không biết đủ mà oán trách ông trời, than thở mình sinh ra không gặp ý trời, ý chí càng thêm sa sút nản lòng, nhụt chí, dần dần trở nên tự ti, suy nghĩ tiêu cực. Có thể nói khuyết điểm lớn nhất của người tuổi Quý Mão sinh vào tháng 9 âm lịch chính là không có tinh thần cầu tiến, nếu có thể khắc phục được điểm này, chắc chắn họ sẽ có được con đường thăng tiến không tồi. Quý Mão sinh vào tháng 10 âm lịch Tháng 10 âm lịch theo lịch cổ là thiết lập đông, trời đất chuyển sang lạnh lẽo, cô Lưu, người này từ nhỏ đã mang mệnh cô đơn, sẵn lòng đóng cửa tự mình mua vui cho chính bản thân mình. Tính cách có phần lập dị, họ sống cô độc, không thích các hoạt động xã giao, chỉ thích sống ẩn mình trong một nơi an toàn, không có ai biết đến, phẩm chất thanh cao, thậm chí có phần tử phụ. Người tuổi Quý Mão sinh tháng này, không quan tâm tới bất cứ ai, không màng tới ý kiến của người nào, họ không thích nổi bật, không thích đứng ra trước trốn đông người. Tuy trong cuộc đời khó tránh được những lúc hung hiểm, gặp phải nguy nan, song người sinh tháng 10 âm lịch được quý nhân phù trợ nên đều có thể hóa nguy thành an, thuận lợi vượt qua những cửa ải khó khăn. Quý Mão sinh vào tháng 11 âm lịch, tháng 11 âm lịch trong năm là tiết Đại Tuyết, xem tử vi quý Mão sinh tháng 11 âm là người trọng nghĩa khinh tài, rất yêu quý bạn bè, tài lộc sẽ tụ nhưng cũng dễ tan, tiền vận tài khí đầy đủ, vạn sự như ý. Song phải đến năm 39, 40 tuổi thì mới coi là phát đạt phú quý hơn người. Số mệnh của người tuổi Mão sinh tháng này, có thể nói là khá tốt, phúc như Đông Hải, Thọ Tỷ Nam Sơn. Quý Mão sinh vào tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch trùng với tiết tiểu hàn trong năm, đây là người có tư chất thông minh, lĩnh ngộ khéo léo, giỏi giang. Họ làm gì cũng chu đáo và tỉ mỉ, túc trí đam mưu, ý chí cao ngất trời, lại ham học hỏi, chẳng nề hà bất cứ điều gì, nhờ thế mà cuộc sống sau này khá tốt đẹp, công danh bổng lộc chẳng kém ai, tiêu diêu, tự tại, chẳng phải lo phiền não bất cứ điều gì. Sinh tháng này là người khoan dung và độ lượng. Người tuổi Quý Mão sinh tháng Chạp, tính tình phóng khoáng, lại được trời thương nên tài lộc dồi dào tiền bạc dư dôi. Từ trung vận không nhờ cậy đến ai mà tự tay gây dựng cơ đồ, dần dần đạt mức vinh hoa phú quý, có người giúp đỡ, có thần tài trợ lực. Một ngày có 24 tiếng ứng với 12 canh giờ theo âm lịch, những người tuổi Quý Mão có thể tra cứu vận mệnh theo giờ sinh phát tài của mình như sau. Sinh giờ Tý từ 23 giờ tới 1 giờ đêm, Người sinh vào giờ này, phong cách sống phóng khoáng, có đôi chút phong lưu, họ không thích bị bó buộc vào một khuôn mẫu nhất định, trong sự nghiệp sẽ có thay đổi công việc thường xuyên. Sinh giờ sửu, từ 1 giờ tới 3 giờ. Số mệnh người tuổi này, sinh sống làm ăn xa quê, muốn thành công, cần nỗ lực nhiều hơn hẳn người khác. Sinh giờ dần, từ 3 giờ tới 5 giờ sáng. Tính cách nóng này, ít giữ được mồm miệng, và phản ứng mạnh, có lẽ khi gặp bất bình, cần kiềm chế bản thân, biết nhẫn nhịn mới có thể gặt hái được thành quả sinh giờ mão, từ 5 giờ sáng tới 7 giờ sáng. Họ là những người xuất chúng, năng lực và khả năng lĩnh ngộ vượt trội, do vậy dễ tạo được dấu ấn trong sự nghiệp. Sinh giờ thìn, từ 7 giờ tới 9 giờ. Cuộc sống gặp một số trắc trở, nhưng không phải là không thể vượt qua, họ chỉ cần quyết tâm nỗ lực hết mình, thì tất cả sẽ thuận lợi, thậm chí còn nhiều hơn là đằng khác. Sinh giờ tỵ từ 9 giờ sáng tới 11 giờ. Người sinh giờ này ứng với tròm sao dịch mã, họ phải buôn ba vất vả nhiều mà không biết chia sẻ cùng ai. Sinh giờ Ngọ từ 11 giờ tới 13 giờ. Sinh giờ này tuy vấp phải một số điều hiển nguy nhưng được hóa giải ngay sau đó, đời sống tình cảm đủ đầy, gia đạo yên ấm, hòa thuận. Sinh giờ Mùi từ 13 giờ tới 15 giờ. Người sinh vào giờ này có trí tuệ hơn người, thông minh, sáng láng, thành tích học tập cao. Sinh giờ Thân từ 15 giờ tới 17 giờ chiều. Đường đời không có nhiều thăng trầm, mọi sự ở mức bình hòa, chỉ cần chú ý nhiều hơn tới sức khỏe thì mọi sự không có gì xấu. Sinh giờ dậu từ 17 giờ tới 19 giờ tối. Người sinh giờ này, họ chịu nhiều vất vả và trắc trở, sự nghiệp cần nỗ lực kiên trì, gặp khó không nản mới thu được trái ngọt. Trong gia đình nên chịu khó nhường nhịn lẫn nhau, không phải chuyện gì to tát thì đừng nên mang ra để cãi vã. Sinh giờ Tuất từ 19 giờ tới 21 giờ. Người sinh giờ này có chủ trương làm nhiều hơn nói, đã quyết tâm thì nhất định phải làm, không vì gian nan mà từ bỏ. Sinh giờ Hợi từ 21 giờ tối đến 23 giờ đêm. Cuộc đời vất vả hơn các giờ sinh khác nhưng đừng vì vậy mà nản chí, để hóa giải trong làm việc thì nên cẩn thận và kiên trì thì cũng sẽ thu được thành tựu. Vâng, quý cô bác tuổi Quý Mão kính mến. Trên đây là luận giải chi tiết về tử vi chọn đời về tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp cho quý cô bác có cái nhìn tổng quan cho những dự định sắp tới của mình. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác đã quan tâm theo dõi hết video chúc quý cô bác luôn may mắn hạnh phúc phát tài thịnh vượng bội thu về tài lộc chương trình đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại